Xin chào quý anh chị và các bạn đến với kênh Nhà Đất Lâm Đồng. Em đang đi trên con đường Bà Triệu thuộc thị trấn Duran. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một mảnh đất có hai mặt tiền, tổng là 60m, cách quốc lộ 27 và chợ Lạc Nghiệp khoảng 800m. Đến Duran ta có thể cảm nhận được sự yên bình từ con người cho tới cảnh vật nơi đây. Mời mọi người cùng theo dõi nhé. Vâng, em đã đến đây rồi. Đường này là về chợ Lạc Nghiệp, trung tâm thị trấn nè. Trên đất thì chủ nhà có trồng chuối với xoài. Đường này là đường Bà Triệu, đường thông nha anh chị. Đi thẳng ta có đi ngang đập Đa Nhiêm. Bên này người ta có trồng là ghim nè. Mảnh đất hôm nay em giới thiệu với anh chị là đất chưa qua đầu tư. Tổng diện tích là 1.838 m². Từ cái cây cọc sắt này kéo qua bên này tới cái ranh cái căn nhà đây 20m, kéo dài vào trong là 60m nha anh chị. Đất có hai mặt tiền, một mặt bê tông và một mặt đường nhựa. Thì mặt này mặt nhựa nè, ranh tới giáp cái tường này. Bây giờ mình sẽ đi sang cái mặt tiền thứ hai anh chị nhé. Trong này cũng có một cái khu dân cư bên trong. Xung quanh người ta trồng hàng thông, nhìn khá là thơ mộng. Ok, thì ranh nằm từ cái hàng rào kẽm gai này, lưới B40 này, kéo xuống dưới này 40m. Đất này là đất thấp hơn đường nha anh chị, thấp hơn khoảng 50 phân. Đây, kéo dài 40m tới cái hàng ranh bên tay trái em nè. Đó, đã rào lưới B40 lại hết rồi. Cái mặt hậu này là nó kéo dài 35m. Đất có 100m² đất thổ cư. Thì cái mặt phía sau 40m, nếu mà anh chị muốn đầu tư thì có thể cắt ra mỗi lô 5m để bán cũng được. Đó, phía xa mình có thể nhìn thấy đập Duran. Ở đây nguồn gốc dân số chủ yếu là từ các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang đi vào, cho nên nếu mà sinh sống ở đây thì cũng thoải mái. Lô đất này có một mặt tiền nhựa 20m, một mặt bê tông dài 40m. Đất có 100m thổ cư, 1.838 m² và giá chủ nhà đưa ra là 4,5 triệu 1m², tính ra là khoảng 8 tỷ 3. Anh chị quan tâm có thể liên lạc em theo số điện thoại 0902854222 để em gửi thông tin chi tiết. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.